Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thân, nhiều sự thăng tiến tích cực, trăm sự thuận lợi. Tử vi tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Thân, xét về tổng thể vận trình, có nhiều sự tăng tiến tích cực trong tháng 4 âm lịch này. Công việc được nhiều các tinh che chở, quý nhân nhiều, trăm sự thuận lợi. Tử vi tháng 4 âm lịch này vẫn có nhiều tình huống phức tạp xảy ra khiến bạn vất vả, tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình. Công việc được nhiều các tinh che chở, quý nhân nhiều, trăm sự thuận lợi. Sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, có cơ hội thăng tiến cao trong công việc. Bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp bước tiến nhảy vọt. Tuy nhiên, trong tháng xuất hiện hung tinh âm sát, mang điềm tiểu nhân quấy phá, dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, bản mệnh cũng khó tránh những cạm bẫy bổ vây xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn. Về phương diện tài lộc, trong tháng Ất Tỵ này, bản mệnh được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn, kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng phát, tình cảm lứa đôi có sự tiến triển rõ rệt. Nếu đã có mục tiêu, người tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn. Nhìn chung, vận trình sức khỏe trong tháng 4 âm lịch này của người cầm tinh con khỉ duy trì ở trạng thái bình ổn, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường nên sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm vật theo mùa. 1. Luận về phương diện sự nghiệp của người tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Trong tháng 4 âm lịch này, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân đang nhận được sự che chở của rất nhiều các tinh nên có thể gặp được nhiều cơ hội phát triển bất ngờ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Tháng có lục hợp quý nhân xuất hiện, lại có quý tinh chính quan trổ về công danh tương trợ rất thích hợp để con giáp này tập trung thực hiện hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ bấy lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận. Những ai có ý định khởi nghiệp hay chuyển đổi công việc, nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng, có thể tiến hành ngay trong tháng. Tranh thủ lúc vận khí đương lên, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Có thể trong quá trình đó còn nhiều khó khăn khiến bạn đôi khi phải trùng bước, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có trải qua gian nan mới được tôi luyện để thêm bản lĩnh. Đây cũng là tháng mà người tuổi Thân có thiên đức các tinh soi chiếu dẫn đường. Hãy chủ động làm những gì bạn mong muốn, miễn là chúng phù hợp với năng lực của bạn và đủ tự tin vào con đường mình đã chọn. Dù có bất cứ độ tuổi nào để bắt đầu, vẫn chưa là quá muộn, miễn là bạn thật sự quyết tâm và theo đuổi tới cùng. Nhiều hạng mục mới cũng sẽ đến và được triển khai trong tháng. Bạn cũng sẽ được giao phó đảm nhiệm phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những thu hoạch hiện tại đều do bạn tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước nên thành tựu vô cùng bền vững. Tuy nhiên, trong tháng xuất hiện hung tinh âm sát mang điềm tiểu nhân quấy phá, dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bủa quay xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sanh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Bạn không nên tin người thái quá,
mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn. Hãy coi thách thức và khó khăn chính là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh. Trong các tình huống phức tạp, có thể bạn sẽ phải vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình. Nhưng chỉ cần suy nghĩ linh hoạt, thì rồi sẽ tìm ra hướng xử lý phù hợp nhất. Với những ai còn đi học, ý thức tự giác trong học tập được nâng cao trong tháng, bạn nên chủ động hỏi lại giáo viên những phần bài tập chưa hiểu để được giải thích kịp thời. Điều đó sẽ giúp cho con nhóc này tiếp thu kiến thức nhanh chóng hơn. 2. Luận về phương diện tài lộc của người tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần. Cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch này cũng vượng phát hơn hẳn. Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán được quý nhân nhị hợp, mang tới một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng. Các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ. Các thần này sẽ giúp bạn tìm kiếm đối tác thuận lợi hơn. Nhưng để thuyết phục được đối phương, bạn cũng sẽ phải tốn không ít công sức. Nếu cảm thấy việc mình làm là đúng, bạn nên kiên trì theo đuổi. Bỏ công bỏ sức, ắt sẽ thu về thành quả xứng đáng. Đừng bỏ cuộc giữa chừng, kẻo phải hối tiếc. Tuy nhiên, hung tinh ám tàn cũng nhắc nhở người tuổi Thân cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn, kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Trước khi tiến hành, bạn cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu biến động của thị trường, đối tác hợp tác làm ăn, tránh bị lừa gạt. Bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần phải lưu ý, tiền bạc kiếm được tuy nhiều, nhưng các khoản thu chi cũng lắm cho việc xã giao, tạo dựng mối quan hệ hay trang trải nhu cầu cuộc sống. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp, bạn sẽ khó mà tích lũy được, thậm chí còn xuất hiện tình trạng phá tài. 3. Luận về phương diện tình duyên của người tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Trong tháng mới này, vận trình tình cảm của người tuổi Thân khá lý tưởng, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Một vài xung đột từ trước đó giữa các thành viên trong gia đình kịp thời được hóa giải, trả lại không gian yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà của bạn. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, nguyệt lệnh làm thai báo hiệu một số cặp vợ chồng đón tin vui về chuyện bầu bỉ sinh con đẻ cái trong tháng này. Hỷ khí do giao cũng là lúc bạn nên làm việc thiện nhiều hơn để tích phúc đức cho bản thân cũng như gia đình. Vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có mục tiêu, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá cao. Dẫu vậy, tuổi Thân nên tiết chế bản thân trong cách thể hiện tình cảm. Đôi khi bạn hành xử khá tùy hứng mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương. Điều này dễ gây sức mẻ mối quan hệ mới bắt đầu chưa lâu. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn thú vị bên nhau. Cũng có thể trong khoảng thời gian này, hai bạn tính tới chuyện hôn nhân hạnh phúc. 4. Luận về phương diện sức khỏe của tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch. Tháng có lục hợp che chở, sức khỏe của người tuổi Thân cũng khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Tinh thần thoải mái cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của bạn. Dù công việc có áp lực hay khó khăn bộn bề đến mấy, bản mệnh cũng đừng để nó ảnh hưởng tới lối sinh hoạt khoa học của bạn. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường nên sức khỏe ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm vật theo mùa. Ngoài việc chú ý chăm sóc tốt bản thân, bạn cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là những người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Cẩm nang vượng vận cho
Tân Tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu huyết. Đường công danh sự nghiệp gặp được nhiều cơ hội phát triển bất ngờ. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh. 2. Tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu huyết. Nên tập trung thực hiện hóa những tham vọng đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Canh Thân, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu huyết. Thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn, kẻo bị lừa gạt. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. 4. Tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu huyết. Tình cảm tốt đẹp, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 5. Tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu huyết. Sức khỏe lý tưởng dồi dào cả về thể lực và tinh thần. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen.